Rồi bữa nay là mình dẫn cả nhà đi siêu thị Cốt Mắc. Đó, đây là hàng rau. Mấy lần mình về mình cũng có thường đi siêu thị này lắm, mà bữa nay thì mình cũng quay sơ sơ lại cho các bạn coi. Đây là bán táo nè. Táo đủ thứ giá 105.000, 64.000. Ở bên mình thì mấy cái táo này thì nó rất là rẻ. Và ở đây thì giờ bữa nay thì giá cũng ngon á. Đây là hàng khô, mì gói, đủ thứ. Đây là mấy xe ở nhà. Mình cũng quay vài cảnh cho các bạn xem. Đây dầu ăn. Rồi hàng khô. Mua mì gói. Rồi đây là những cái hàng khô. Cũng cái siêu thị này cũng rộng. Ở Cam Ranh nha, siêu thị này ở Cam Ranh. Mình về thì mình cũng thích dạo dạo vô siêu thị lắm. Đây trái cây, hàng trái cây. Quay bày gian hàng cho các bạn xem thôi. Về Việt Nam thì cũng thích đi những cái cảnh như thế này thôi. Mình dẫn cả nhà đi. Đi vô siêu thị mua đồ. Đây là hàng sữa da ua rồi. Hàng trái cây đủ loại. Đây là rau củ quả đủ thứ. Vậy đây là tha hồ ăn. Rất thích luôn. Nói chung chung là so với lại bên mình thì nó cũng cái giá này cũng rất là rẻ, không mắc. Mùi thơm. Đây là dầu ăn 55.000 đồng một gói, là bao nhiêu là gói là cái này bột ngọt. Mình thì không ăn cái này. Đây là dầu ăn. Mì gói. Những cái hàng khô. Đây là gian hàng rượu. Cũng có bán loại đủ loại rượu. Nhiều lắm. Cũng có rượu. Cái mì mà gói đen đen đó, lại coi thôi. Đây là mấy cái gì đây? Xì dầu hay là gì á? Xì dầu. Còn bên này là dầu ăn. Dầu ăn đủ loại. Đủ loại hết, tha hồ không mua loại gì mua. Là gia vị. Mấy cái gia vị là bún bò Huế rồi phở đủ thứ. Đây là mấy gia vị muối rồi. Đường qua đường đi. Đây là hàng đường. Đủ thứ. Đủ thứ, đường vàng, đường gì rồi bột nêm. Đủ thứ hết. Ở đây bánh tráng nè. Bánh tráng, bún, bánh gì cũng có hết, đầy đủ. Không thiếu gì hết. Rồi, bây giờ cái màn này là độc đáo nè. Cái màn này là màn ra tính tiền. 3 xe. Thêm nền xe thứ 3. Đó. Bây giờ là ra tính tiền. Đây là quầy tính tiền nè. Tương ớt ở đâu ngon đâu. Bây giờ ra tính tiền nha, là xong. Ghê chưa, 3 xe đó. 3 gia đình. Không, ra tính tiền. Rồi xong, kết thúc video ngày hôm nay. Rồi hôm nay là mình lại đến hồ chứa nước nè, suối Hành. Cái chỗ này á, là cũng có từ lâu rồi. Đây nè, nó rộng là 36,1 km2. Rồi cái gì đây, cái gì đây là 36, nó mờ quá không thấy nha. 36,4 mét
949 triệu km vuông gì đây, tùm lum hết, mình cũng không có thấy rõ tại vì nó bị mờ. Cái đập xứ Hành này nó có cũng từ rất lâu rồi, cái hồi xưa mình ở Việt Nam á, mình cũng đã từng nghe. À, thì hôm nay là cái dịp mình cũng tới đây, nó xa lắm, từ nhà mình mà tới cái đập xứ Hành này cũng khoảng chừng 10 cây, chắc 10 cây số, đi đường khó khăn lắm. Thì mình cũng hôm nay thì mình cũng có dịp mình lên đây mình quay cái đập xứ Hành cho các bạn coi. Đập xứ Hành nếu các bạn ở Cam Ranh thì cũng nghe cái đập xứ Hành là cũng biết liền, hay là Nha Trang gì là cũng biết, cái tỉnh Khánh Hòa là biết cái đập xứ Hành này nó rất là lớn. Cái đập này nó cung cấp nước cho toàn khu vực ở Cam Ranh, không biết mình có nói đúng hay không cũng không biết nữa. Thì tạm thời mình biết cái gì mình nói cái đó nha, nhiều khi mình nói không đúng á. Đây là cái núi nè, cảnh cái đập xứ Hành nè, cũng là một trong những cái địa điểm mà nổi tiếng ở Cam Ranh. Mình cũng muốn lưu lại vài hình ảnh kỷ niệm rồi quay video cho các bạn xem luôn. Đó, gia đình hôm nay đi đến đây tham quan đập xứ Hành. Các bạn nào mà ở Cam Ranh thì hầu như là nói đập xứ Hành là ai cũng biết hết. Đó, cung cấp nước cho, nó cung cấp nước cho Khánh Hòa luôn hay cho ở Cam Ranh vậy Phong, mày biết không? Do cho Cam Ranh á. Tại vì mình đi cũng quên, mà lâu quá rồi mình cũng quên rồi. Đó, cảnh đẹp lắm. Bây giờ thì trời nó cũng đang mưa, hết buổi chiều này nó mưa, mà trưa thì nó nắng, trưa nắng thì mình đi cũng không nổi, mà buổi chiều thì nó mưa râm râm, mình quay thì nó tối quá, nó cũng không đẹp. Thì các bạn cũng coi cho biết. Chung quanh cái cảnh đập xứ Hành thì nó cũng là dày thôi như đây thôi, nhưng mà một trong những cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng ở Cam Ranh. Cái hồi mà cái kênh trước của mình á, là mình có quay rất là nhiều rồi, thì bây giờ mình chỉ quay những cái mà mình chưa đến thôi, để cho các bạn cũ cũng như các bạn mới xem để cho biết. Chứ nếu mà mình cứ đập đi lặp lại những cái cảnh cũ của những cái kênh cũ của mình làm á, thì mình thấy nó nhàm lắm, nó cũng không có hay, thì các bạn coi sẽ mau chán nản. Thì mình muốn làm những cái gì mới cho các bạn coi. Đó, mấy đứa cháu nè, mấy đứa em của mình đi. Mà đường đi cũng khó khăn lắm nha. Hồi nãy giờ mình cũng không có quay cái cảnh đường đi, nó có dốc có đồ rồi đi nó cũng khó lắm, tại trời mưa đường nó hơi trơn. Đó, cảnh đẹp, cảnh rất là đẹp luôn. Hồi xưa mình chưa bao giờ mà mình được tới đây đâu. Hồi xưa mà mình đi học á thì cũng có nghe nói đập xứ Hành lên đây đi lao động lên trên này nè, nhưng mà cái lớp của mình chưa có được lên. Đó, cảnh này đẹp chưa, giống như là ở núi Phú Sĩ luôn, thấy chưa? Đó, y như núi Phú Sĩ luôn á. Y như núi Phú Sĩ nè, núi Phú Sĩ sợ không bằng á. Đẹp quá. Tiếc á là không có không có nắng, chứ có nắng là quay phim đẹp lắm nè. Mây đã xuống kia với lại ngọn núi rồi nè, giống như núi Phú Sĩ ở Nhật Bản. Đẹp chưa? Cảnh rất là đẹp. Và bây giờ chắc phải đi về thôi, tại vì mưa nặng hạt lắm rồi, mưa lớn rồi. Vậy hả? Chứ nếu mà nước lớn nhiều lắm hả? Bây giờ mình sẽ đi về nha, chứ mưa lớn rồi. Cũng tiếc quá là tại vì không có trời nắng đẹp để mình quay. Bữa nay là chắc ngày cuối rồi, mình phải đi vô trong trong Biên Hòa rồi, mình không có ở Cam Ranh nữa. Cái video này mình cũng nói lên để cho mình nhớ cái đoạn nào để mà mai mốt mình sẽ upload lên cho các bạn xem. Mà có thể là chắc chắn là những cái video này là về lần hai này cũng sẽ rất là lâu để post lên cho các bạn xem, tại vì những cái video mà lần một á nó vẫn còn rất là nhiều. Các bạn cũng thông cảm, miễn sao mình có video để mà đưa lên cho các bạn xem thôi, chứ thật sự ra nó không có đưa đến kịp thời mà nóng sốt được, các bạn cũng thông cảm nha. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây và xin mến chúc đến tất cả các bạn nhiều những ngày hè thật là vui và ấm áp hạnh phúc bên gia đình của mình. Thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp, trong cái video mà mình về Việt Nam đợt 2 này. Thank you, bye bye. Đó, bây giờ câu ở hồi đập xứ Hành nè, mình được cái cá này nè. Mình mua cổng vô, mua vé vô thì được, thì mình thất vụ nè. Đó, câu đi đây mà, thì em nói là đây là cá chép nha, tại vì đập là xong.
cho nên là chỉ có cá chép thôi. Đó, là đi câu đập cái hành đó, nãy giờ hồ câu nhất.